Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Lý do tại sao mà em thường xuyên chia sẻ với lại các bác anh em về cái phương pháp cũng như là các cái thông số mà khi mà căn chỉnh các cái dòng mã số khác nhau. Một là giới thiệu về cái khả năng căn chỉnh vang số của bản thân. Hai nữa là giới thiệu để cho các bác anh em biết là em có hàng, để mà các bác anh em có nhu cầu thì các bác anh em sẽ đặt mua. Cái thứ ba nữa là chia sẻ cho các bác anh em mà biết căn chỉnh về vang số thì các bác anh em có thể là áp dụng được. Và cái thứ tư nữa là để cho các bác anh em có một cái góc độ nhìn nhận cho nó chính xác về cái chất âm ở trên từng chiếc vang số. Bởi vì có rất nhiều chiếc vang số rất là hay, nhưng mà các bác anh em mua của những cái anh em mà cái việc căn chỉnh chưa tốt ấy, thì nó lại mang tiếng cho cái thương hiệu, mang tiếng cho cái dòng vang số rất là hay. Thì hôm nay thì em lại căn chỉnh một chiếc vang số Sunsui E80 để mà gửi cho một cái bác ở Hà Nội. Thì em nhìn nhận là chiếc vang số Sunsui E80 này thì chất âm FX rất là hay. Rất là hay. Về nhạc, về súp cũng rất là hay. Nhưng mà chẳng qua là nhiều anh em căn chỉnh nó chưa tốt. Các bác mua về các bác sử dụng cảm thấy là như vậy, cái phần FX nó chưa hay. Thì các bác lại có những cái sự đánh giá nhìn nhận sai chất âm về cái chiếc vang số Sunsui E80, E90. Thì em bán cả E80, E90. Cả ở hiện giờ ở đây có cả E80, E90 và DA1. Thì em có một cái sự cảm nhận như này. Đối với một người là thường xuyên căn chỉnh đủ các loại vang số, từ hàng mới chính hãng cho đến là hàng bãi, từ cao cấp cho đến bình dân, thì em có một cái sự đánh giá công bằng để cho các anh em mà khi mà quyết định mua bán ấy hoặc là quyết định gửi cho em căn chỉnh ấy, thì các cũng nhìn nhận được cái thực chất của cái chất âm ở trên từng chiếc vang số. Thì nói về Sunsui thì là một cái thương hiệu lớn rồi, cái đấy thì em cũng không phải nói nhiều. Và em bán thì em cũng chẳng giới thiệu về ruột gan linh kiện hay là các cổng kết nối hay các phim chức năng đâu. Mà cái quan trọng nhất ấy là để cho các anh em trải nghiệm được cái phần FX, cái phần mic, cái phần nhạc, cái phần súp nó như thế nào. Thì đây là chiếc vang số Sunsui E80 căn chỉnh cho bác Hà Nội. Thì em làm 6 cấu hình ở trên chiếc vang số này. Thì bây giờ các bác sẽ nghe được cái cấu hình đầu tiên là cấu hình DG này. Thì em đặt luôn là chế độ khởi động là chế độ DG. Thì cùng một lúc là em căn chỉnh rất là nhiều dòng vang số khác nhau, thậm chí là kể cả là X3, X3 hàng Vina đây, hàng công ty của Vina đây, Vina xịn đây, thậm chí là có Hoa Thị đây. Chiếc vang số X3 này á, là có khắc Hoa Thị ở đằng sau này, là hàng Vina xịn nhá. Nhưng đôi khi các bác anh em cứ nghĩ rằng là dòng X thì nó có hiệu nghe cho là nó là hay, nó là vượt trội, nó là đỉnh nhất. Nhưng bây giờ xin mời các bác sẽ nghe được cái hiệu nghe cho ở trên chiếc Sunsui E80. Đây là cấu hình số 1 này, chất âm là nó vừa phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cấu hình số 2 thì chất âm sáng hơn là cấu hình SK này. Cấu hình SK, tí nữa em sẽ chia sẻ các bác anh em một cái cấu hình ở trên chiếc vang số này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Và cấu hình STD này là cấu hình định giọng này. STD là định giọng này. Loát cái STD này ra này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Còn ở trong cái VIP này, đấy, cái VIP này thì em làm 3 chế độ nhá. Chế độ đầu tiên nó là cái chế độ dì vọt này, VIP 1 là dì vọt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6. Cái VIP 2 này, VIP 2 thì bác này sẽ ấn vào cái VIP nhé. Bác sẽ ấn vào cái VIP này. Và ở đây trên màn hình nó hiện lên như thế này này. Ở đây ấn vào VIP này. Thì nó hiện lên trên màn hình là VIP 1 này. Muốn chuyển vào VIP 2 thì ấn mũi tên lên nhé. Ấn mũi tên lên này. Ấn mũi tên lên và ấn OK. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10,
2, 3, 5, 1, 2, 6. Tiếp đến là ấn vào VIP này, xong bắt đầu ấn nút T lên này, nó chuyển sang VIP 3, ấn OK nhé. Cái VIP 3 này là nó gọi là chất âm, nó giảm bass và tăng chép. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 6. Nhiều chiếc vang số rất là hay, nhưng mà cái việc căn chỉnh cái effect ấy nó không hay. Cho nên rằng là các bác anh em lại cứ nghĩ rằng nó không hay. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ các bác anh em ở cấu hình DG là cấu hình phổ thông này. Đầu tiên chia sẻ về cái effect trước này. Thì các bác sẽ ấn vào cái nút mic menu này này. Khi ấn vào cái nút mic menu này ấy, nó hiện lên cái noise gate của phần mic là 8 nhá. Cắt tần số cao của reverb là 14.000 Hz này. Cái reverb gain là 15 này. Cái reverb high là 13 này. Echo gain xuất ra trên cổng RL là 22 này. Z-beat là 22 nhá. Z-beat là 22 này. Echo delay là 222 này. Echo delay của kênh R và kênh L đều là 222 nhá. Đây là delay, echo delay trên kênh L này. Bây giờ là chạy mất rồi. Đây. Đây từ từ đã. Đây. Echo delay kênh L này, 22 này. Cắt tần số thấp của phần mic là 77 này. Cắt tần số cao phần mic là 14 này, 14.000 Hz nhá. Mic Max 42 này. Effect Max là 40 này. Đây là trong những cái phần effect nhá. Phần effect nó chỉ đơn giản thế thôi. Phần effect rất đơn giản. Noise gate 8 này. Noise gate của phần mic và tất cả những chiếc vang số ấy muốn hay phải làm noise gate nhá. Tiếp đến là cái giải equalizer này. Giờ các bác sẽ vào cái phần mic equalizer này, ấn vào đây thì các bác sẽ thấy được rằng các cái thông số ở trong cái phần mic nó như thế này. Các bác sẽ bắt đầu là cái giải cao nhất là 16.000 này, là giảm đi 0.5 decibel này. Bây giờ như vậy là bắt đầu là từ cái giải thấp đi, bắt đầu từ giải thấp nhá, từ giải 63 này. Thì chiếc vang số này nó cố định về tần số nhá. Cố định về tần số để cho các bác anh em nắm được là về cái vấn đề căn chỉnh phần equalizer, phần mic như thế nào. Thì cơ bản nhất là chúng ta sẽ làm cái phần effect nó tốt. Thì là như vậy là sẽ có một cái chất âm nó hay. Phần phần mic EQ này. Mic EQ thì các bác sẽ nhìn vào đây là cái giải 16.000 này giảm 0.5 này. 10.000 giảm 0.5 này. 6.003 giảm 0.5 này. 4.000 giảm âm 2.5 này. Cái phần giải chung này giảm âm 3 này. 2.500 là giảm âm 3 này. 1.600 âm 1.5 này. Và 1.000 là giảm 0.5 này. 630 giảm âm 3 này. 400 giảm là 0.5 này. 250 là 0.5 này. 160 là giảm âm 1.5 này. 100 63 giảm âm 1.5 này. 40 giảm âm 1 này. Và 25 là âm 1 này. Đấy, các bác thấy rằng là trong cái giải quay dơ như thế. Và trong cái tiếp đến nó hay mất. Tiếp đến đây. Ở trong cái phần equalizer ấy thì nó còn có 3 điểm nữa. 3 điểm tức là bát 1, bát 2, bát 3. Thì cái bát 1 này này. Bát 1 này là 80 Hz nhá. 80 Hz này. Bát giá trị Q là 2.8 này. Bát 2 là gain là không tăng này. Bát 2 là tần số 500 nhá. Giá trị Q 2.8 này. Và bát 3 là không tăng này. Ở cái tần số 3.100 Hz nhé. Và Q không tăng. Thì đây nó là cái cấu hình mà các bác anh em có thể áp dụng được. Và một vấn đề nữa là cái effect tổng ấy ở trên chiếc vang số này thì nó loanh quanh cỡ khoảng độ từ 22 đến 23 nhé. Cho nên rằng là nhiều chiếc vang số rất là hay, nhưng mà cái việc mà các bác anh em tự căn chỉnh thì nó rất là khó. Và khi các bác anh em mua của những cái anh em mà nó căn chỉnh không tốt ấy, thì các bác mua về để chất âm nó không hay thì nó lại mang tiếng cho một cái thương hiệu, cho một cái sản phẩm mà rất là hay. Cho nên rằng là hôm nay em lại chia sẻ các bác anh em về cái chất âm của cái dòng vang số sân xui từ E80, E90 cho đến E1, và chia sẻ với các bác anh em một cái cấu hình để các bác anh em có thể là áp dụng được nó được tốt hơn khi các bác anh em tự căn chỉnh chiếc vang số mà các bác anh em đã mua về.